Cứ thấy quay Google chuông làm chi vậy? Ra đến nhà màn hình luôn nhé. Kìa. Chân mà bật ra đúng con hàng online 4 khác nhỉ. Ui đi hả? Ôi mày thế? Được, thu được đẹp. Quả đó sút được ra ngoài mày. Đây đúng không? Trên đấy. Đánh người anh ơi. Ê, con đạp trên mặt nhìn được. Xứng đáng có 10 hả đó. Ốc chó cứ thoải mái nha. Cửa thiết đóng ngon lắm. À thế à? Ừ. 6 sao kỹ thuật mà. Đùa, cái quẩy 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 cái gì trong đó? Quẩy 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 cái gì? Vào hai thằng liền, không vào một một. Mà đóng đề thường hắn cảm cảm giác hắn hiểm nhưng mà lệ thành bản thấp á. Không tì được hai thằng vào một cảnh vào cái đôi đi có cặp đỡ bị lọt bóng sáu phần trăm nữa để bị ơi bạn ơi. Ôi mày thế cú lý con lại bốn chạy lại. Ôi người Pháp đùa. Đấy, quy cho người Pháp chạy rồi, người Pháp không chạy là sao? Ờ, thôi đi rồi. Ui mày chứ. Này, người Pháp đang chạy ở trong đấy. Người Bỉ ơi. Đừng chạy ra. Người Bỉ ơi, ui. Răng một thằng Pape đánh đầu không thể như các tiền đạo khác được nhỉ? Quả đó gặp đi vừa ra là cũng phải là đi được không? Đúng không? Thằng ok. Nó muốn tốc độ, nó muốn đánh đầu. Dấu béo ấy chứ, dấu đĩ chứ. Ngoài đời được mấy pha đánh đầu. Ngoài đời chả được pha chó. Không. Đấy rồi, thấy chưa? Cậu tám phải khác chứ. Đờ bín. Di nó lại. Ôi dồi ôi, sút. Trung hiểm. Không sao ấy. Không mà đóng được. Người Pháp.
Ôi rồi ôi. Mình bị giết làm mấy lần thứ hai thôi à. Van der Gun. Alo gì xem. Quá bình thường là mấy thằng thủ môn bình thường không bắt được đâu. Đập đập vào dễ lắm chứ. Cứ như thế rồi. Cảm tưởng là quả bóng không thể xịt được. Mà bọn thú ngôn mà chơi bắt ám hơn với bọn thường ngon. Dạ đi bạn này. Phối hợp mắt chứ cầm được quả bóng là đấm nào. Rồi, ôi không sao hết. Rồi không có đâu, chẳng nhẽ trận đầu tiên lại hòa. Sợ rồi vì giá chạy đi. Ôi rồi ôi, óc chó đứng trong nhá. Ok, thôi to rồi. Ui giời rồi. Được không? Ok. Quá tuyệt vời. Cơ vị thì ăn nô rồi. Ah, trời ơi. Cristiano Ronaldo. Đúng rồi, đã hòa là thua, đã chứ. Đúng không? Không hòa, hòa là thua. Ok chưa? Tiếp đi. Đã có người xem thì là chứ. Hả? Thế xem rồi. Đúng là hòa là thua. Đúng là hòa là thua, không cần hòa. Mình đã sợ hỏng máy, mình không có bật điều hòa. Chó này gọi điện làm tao không ngủ được. Đấy bạn. Hòa là thua. Đấy đây. Thấy hiểu không? Một đồ dích lấy bóng nhanh đi.
Chưa, đừng cứa. Ủa, cứa nó đi. Nhầm ra thằng đấy đấy. Thằng đấy là thằng có tóc. Ôi chà. Dê đi thôi. Đây rồi. Đây rồi, cộng 8. Rồi. Em thấy không? Quá khác biệt. Cô bác của ta sao bắt được? Là nà bà à? Mọi người có mắt của tòa à? Mượt lão. Mất chết. Chết. Mất skill mượt lão. Để vị anh ơi, vị rồi. Vị cố mà chạy. Chạy chết à? Chưa anh. Bỗng lên tí. Xem ao làng, xem click bọn chọc bổng tốt lắm nha. Lâu ạ. Hả? Đây chứ đâu ấy. Đây rồi, tốc độ của người Pháp. Thì đi ăn. Ủa rồi. Bà Nguyễn Trân Hồ vẫn cầm quả máy chém PP mà. Hắn chạy không lại nối con PP. Đấy không? Ok. Game bắt thua à? Chết thương à? Ok à? Người Pháp ạ. Ui giời. Kuzawa. Ok, bây có. Hay quá. À ôi. Vẫn tiếp tục. Ui giời. Kia. Đừng làm chay à. Đây rồi. Tốc độ người Pháp đóng luôn. Ui giời. Ôm mà ui đầu của người Pháp mà hay rồi. Ờ không bị nhưng mà chạy cũng không kịp. Ok ăn online 4 à? Sao mà chạy được? Chạy đi. Còn không mát một nơi cũng không có nhanh như thằng Kuzawa đâu nhá. Ui giời. Anh ơi, đỏ anh. Sợ. Ui giời. Bấy có đi đến người à? Sao đi. The official identification at least 3 minutes by the clock. 3 minutes. Đóng luôn đi, còn màu mè thế. Quả đóng gần đây là chết luôn. Màu mè quá. Đơn giản thôi. Mày. Thật mình không lỗi. Giải tiếp phát nữa.
Ok, tốc độ người Pháp, Messi chạy bên cánh này. Thôi chạy đóng luôn đi. À, tôi chết rồi. Thôi đi rồi. Trời ơi. Ai thế nhỉ? Nguyên đập chân hậu vệ ra mà trời. Goal for Real Madrid in the 54th minute, number 15. Ok. Tự dưng nó bị giật một nhịp xong rồi bắt đầu là mất bóng luôn nha. À, chứ bình thường cái tốc độ đó là lấy được bóng rồi mà. Mà giờ người ta làm chủ tịch rồi, đúng không? Đi rồi. Úi, mày thế. Kìa, ơ, kìa, đúng bóng ra đâu. Trời ơi. Trời ơi, thoát lên. Trời ơi. Ơ, tính phản lấy nhà kìa. Ơ, cái gì đây? Ơ, anh ta ấy. Đánh đổ miếng đâu mà anh lại bắt làm chưa? Ăn mừng giống cay đấy. Thì phải ăn cay đấy chứ. Ui, có chân trái Messi. Goal scorer for Paris Saint-Germain in the 75th minute, number 10, Lionel Messi. Ốc chó khỏe lắm. Hả? Giận đi. Ốc chó khỏe lắm. Ok. Ok. Trông kìa. Không có pen đâu. Đứng dậy đi. Messi. Trời ơi. Ôi trời ơi. Phải. Một đường chuyền cho thủ môn. Ok. Nola chạy về phòng thủ rồi. Anh mày có ấy. Không phải ngã. Ok. Sao lại là lé lé chạy? Cắm xuống hết rồi kìa.
chạy nhiều quá chết luôn. Nó tính là một của ông chó này được cái đưa đi. Ui. Tình anh kìa. Bình thường. Ui. À không còn bén dâm thì ít tiền mà. Đúng không? Không đội hình ấy, thằng này thua đội hình, thua tiền đội hình anh á. Bén dâm thì nhiều tiền lắm. Và kìa, bất ngờ à? 8 đấy bạn ơi. Kìa. À, mất tiền nữa. Đây rồi. Đây rồi. Thank you.
Trời ơi, tao chả biết nói gì rồi. Ô, mua được bờ Thomas rồi. Mua được rồi. Trời ơi, đừng mà để nó lại quá tiền bán cho mình. Má cân nhân. Có tiền được đâu? Tỷ rồi. Mày. À, được rồi. Ok, sao mạnh thế? Nãy chơi nhẹ thì giờ cũng mạnh lên. Sao mà nhớ rồi mạnh quá. Mày ăn... Mày ăn cái... Mày ăn cầm thùng để viên như đội hình trâu rất hay như cổ. Sao bà cũng cột là hiểu rồi. Đã bè ăn cũng sợ cột rồi. Nhất là thằng để viên. Chịu vậy chứ sao giờ. À hồi. Nhớ lại quá. Ok. Okocha. Người Nigeria. Ôi quê, tôi quê 18 rồi. Hả? 16 tỷ. Cái gì? Con quê quê 16 tỷ. Quê á? Quê lên 8. À. Ừ, được. Ôi giời, bấm nhầm rồi. Nhưng mà có thiếu CDM đâu. Ở đâu thiếu CM đâu. Ok. Có làm đá gì nhầm lắm thì lão tím. Có đi ở đó. Con game thành công á. Nhìn nhầm vẫn thành áo tím nhỉ. Áo tím. Quên mất là mình là áo trắng. Substitution. Chị Châu còn có đó. Ui giời ơi. Chọn góc xa xưa.
Ôi kìa. Sợ bay được. Ôi kìa. Tà. Ôi kìa. Kéo mà cần người ta mút lên trên này. Em bận thôi, em bận thôi. Bận rồi. Đùa, đã ngu xong đội thủ thoát. Đúng là hai bàn, cầm cả hai bàn, dâng lên mồm đội bạn, trời ạ. Cũng trả đi ơi. Tính mắt. Đã dâng cả hai bàn, trời. Chỉ tiến hết. Ra đi lấy ấy à? Thì ạ, à, đúng thì nghe lại thằng ấy của cục đá mà anh thôi. Tầm tầm đấy.